Xin kính chào Bộ trưởng. Xin kính chào các vị khách quý và quý thầy cô. Cách đây hơn 34 năm thì tôi được giao một lớp 11 với 45 học sinh. Các con là tuổi 16, nghịch ngợm. Ở lớp của tôi có nhiều thầy cô nhận lớp lại phải rút lui vì không chịu được nhiệt. Có một lần thì hai anh công an dẫn điệu một số học sinh của lớp tôi đến với thầy hiệu trưởng vì các con đánh nhau và cầm dao đuổi nhau trên đường phố. Vi phạm lỗi đến mức ấy thì chỉ có nước đuổi học. Tôi nghĩ trong lòng giận lắm. Tại sao học sinh của mình lại có thể phạm lỗi đến mức đấy? Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì lại thương các con. Nếu bây giờ các con bị đuổi học cái tuổi 15 này thì giờ các con sẽ đi đến đâu? Và ngay buổi tối hôm đó, tôi mới lợ mọ đạp xe đạp đến từng nhà học sinh. Đó là một cái xóm nghèo của Hà Nội. Khi tôi đến, họ rất cảm động. Nhưng tất cả đều nói chăm sự nhờ thầy cô, chăm sự nhờ nhà trường. Biết làm sao đây? Tôi suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau tôi có quyết định. Tôi đến gặp thầy hiệu trưởng và nói rằng tôi xin bảo lãnh cho các con. Bằng tấm lòng thương yêu và sự chân thành của tôi đã cảm hóa được các con. Các con dần dần bước nghe lời thầy, chăm chỉ hơn, đỡ nghịch ngợm hơn. Năm sau lên lớp 12, các con đều tốt nghiệp trung học phổ thông. Bẵng đi một thời gian dài, sau hơn 20 năm, các con học sinh của tôi năm ấy mới tìm lại được tôi. Như học sinh mà được tôi giải thoát ra kỷ luật năm nào. Nắm chặt tay tôi nói, thầy ơi, chúng con mất bao nhiêu năm tìm lại được thầy. Chúng con mãi mãi sẽ là học trò của thầy, mãi mãi là con của thầy. Lúc bây giờ mái đầu tôi đã bạc trắng rồi. Tôi thấy xúc động đến chảy nước mắt. Và tự nhiên trong lòng tôi trào dâng lên một cái niềm tự hào. Đó là niềm tự hào của nhà giáo. Thì ra nghề nhà giáo của mình cũng có lúc sẽ được bồi đắp lại. Tình thương yêu và sự chân thành của các thầy cô giáo đã mang lại hạnh phúc cho tuổi thơ. Và chính cái tình thương yêu đó đã mang lại cuộc đời tốt đẹp cho học sinh của mình. Tôi cũng có 20 năm làm hiệu trưởng. Những năm đầu, thường tôi rất bận rộn. Tôi thường phải tiếp và giải quyết các sự vụ, những sự cố, những mâu thuẫn giữa học sinh với học sinh với thầy cô giáo, thầy cô giáo với cha mẹ học sinh. Cách của tôi là thì tôi thường đặt mình và là người của câu chuyện để hiểu được họ, để có thể kiên trì lắng nghe họ tâm sự, họ bày tỏ, họ nói hết nỗi lòng của họ, những nỗi uất ức của họ. Tôi làm cho quả bóng tự xì hơi và cũng như là ta rút cái ngọn lửa khi cơm đã sôi. Và thường với sự chân thành và lắng nghe với sự tôn trọng thì tôi nhận được sự đồng cảm và sự chia sẻ của những người ở trong cuộc. Tôi thường là những người sẵn sàng nói lời xin lỗi đầu tiên. Một ông già tóc bạc như thế này mà nói được lời xin lỗi, tôi thấy nó có sức mạnh lắm. Và sau lời xin lỗi đó thì thường mọi việc được giải tỏa. Chúng tôi hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau. Và sau câu chuyện, không có ai thua, không có ai thắng. Tất cả đều hiểu nhau. Nhưng mà tôi cũng lúc tôi nghĩ rằng là nếu mình làm hiệu trưởng như thế này, lúc nào mình cũng phải giải quyết những công việc cụ thể thế này. Và liệu mình có giải quyết được tất cả mọi việc không? Phải làm thế nào cho các thầy cô giáo của mình phải tự xử lý công việc của họ? Và cuối cùng tôi đã tìm ra được giải pháp. Cái giải pháp đó là nâng cao cái năng lực nhận thức về tâm lý học cho các thầy cô giáo. Và các thầy cô giáo đã tự quản lý cảm xúc của mình và tự chuyển hóa cái cảm xúc của mình. Và những cái vụ bạo lực được giải quyết ngay từ mầm mống. Và các thầy cô giáo chủ nhiệm của tôi đã trở thành những nhà giáo dục tài năng. Khi mà tự mình giải quyết xử lý những công việc một cách thỏa đáng, giải quyết được những sự cố thì các thầy cô giáo hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. Có lúc tôi cũng chạnh lòng là mình không bằng các cô giáo có giá trị hơn mình. Bởi vì các thầy cô giáo nếu suốt cả đời đại học, các thầy cô giáo có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn học sinh, những đứa con mình không sinh ra, nhưng đó là những đứa con tinh thần. Tôi cho đó là giá trị cao quý của nghề nhà giáo mà hiếm người nào có thể có được.
Các thầy cô giáo có cảm, có những cái cảm xúc gì không ạ? Chắc là có. Tôi thì tôi luôn tin tưởng rằng các thầy cô giáo của chúng ta không chỉ là những người làm nghề dạy học, truyền thụ kiến thức, mà các thầy cô giáo trước hết phải là nhà tâm lý, phải là nhà giáo dục. Tôi cũng nghĩ rằng là các thầy hiệu trưởng không chỉ là một nhà quản lý, mà các thầy hiệu trưởng hơn hết phải là người truyền cảm hứng, truyền niềm tin và những giá trị cao quý đích thực của người nhà giáo cho đội ngũ giáo viên của mình. Các thầy hiệu trưởng phải là nhà giáo dục tài năng. Tôi yêu nghề nhà giáo, tôi thấy vinh dự với nghề nhà giáo thân yêu của chúng ta.